Kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay, thứ năm ngày 12 tháng 9, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm thành lập trường. Thành công của hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 6 diễn ra tại thành phố Huế, đóng góp quan trọng cho công tác nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ 12 quy tụ nhiều tác phẩm chất lượng, bám sát hơi thở của thực tiễn cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Phú Vang tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Cả Vĩnh Tuấn và bà Nguyễn Thị Ái Vân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cải Vĩnh Tuấn nêu rõ, hoạt động chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân là một hình thức giám sát của Hội đồng Nhân dân, là diễn đàn dân chủ, thể hiện vai trò tích cực của từng đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan đối với những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm. Thông qua hoạt động chất vấn, giải trình, nhiều vấn đề nổi cộm bức xúc ở địa phương đã được giải quyết, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri, tạo được sự đồng thuận và lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao vai trò vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Qua theo dõi hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong thời gian qua cho thấy, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân đã có những chuyển biến tích cực, được cử tri và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như số lượng đại biểu tham gia chất vấn chưa nhiều, một số đại biểu còn tâm lý nể nang, ngại va chạm nên chỉ đặt câu hỏi ở mức độ chung chung, chưa truy vấn tranh luận đến cùng để làm sáng tỏ những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm. Việc trả lời chất vấn của một số đại diện cơ quan còn né tránh, chưa đi sâu vào trọng tâm vấn đề chất vấn, chưa làm rõ khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp cụ thể. Để hoạt động chất vấn tại kỳ họp có chất lượng, đạt hiệu quả cao, nhiều vấn đề đã được gợi mở để các đại biểu đến từ Hội đồng Nhân dân các cấp thảo luận và trao đổi kinh nghiệm để tìm ra cách làm hay, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội nghị cũng đã được nghe nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý từ hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ở các địa phương để có những giải pháp tích cực hơn giúp cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ngày càng chất lượng, hiệu quả. Sáng nay, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập 12 tháng 9 năm 1899, 12 tháng 9 năm 2019. Dự lễ kỷ niệm có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của trường. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo chỉ dụ của vua Thành Thái. Năm 1921, chuyển giao cho chính quyền Bảo hộ Pháp quản lý và đổi thành trường Kỹ nghệ Thực hành Huế. Trải qua các giai đoạn lịch sử, trường có nhiều tên gọi khác nhau. Đến năm 2005, trường được nâng cấp đào tạo và đổi thành trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Trải dài qua ba thế kỷ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trở thành những người thợ lành nghề, kỹ sư thực hành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Nhiều cựu học sinh, sinh viên đã có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trở thành những bậc lão thành cách mạng và giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước ở trung ương cũng như địa phương qua các thời kỳ. Với lịch sử xây dựng và phát triển qua 120 năm, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, phần thưởng cao quý và đặc biệt, cơ sở hiện nay của nhà trường được công nhận là di tích lịch sử văn hóa của đất nước. Dịp này, các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc đã được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Chiều nay tại thành phố Huế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ bế mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 6. Tham dự lễ có ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi lần này là hội thi có quy mô lớn nhất về số lượng địa phương, cơ sở giáo dục, số thiết bị tham dự. Thành công của hội thi đã đóng góp quan trọng cho công tác nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hội thi lần này đã thể hiện tài năng sáng tạo và việc quan tâm đầu tư cho công tác nghiên cứu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và của các cơ quan quản lý. Sự đa dạng của thiết bị tự làm tại hội thi năm nay đã một lần nữa chứng tỏ thiết bị đào tạo tự làm đã thực sự trở thành cầu nối giữa thực tiễn khoa học và đào tạo, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong cả cơ sở đào tạo. Sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng về thiết bị đào tạo tự làm đã giúp nhiều tác giả, nhóm tác giả đạt giải cao. Hội thi thiết bị đào tạo tự làm là một cái sân chơi đỉnh cao về ý tưởng sáng tạo của các nhà giáo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nhưng lớn hơn cả, đó chính là một cái môi trường để cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được học hỏi lẫn nhau, được chia sẻ kinh nghiệm và từ đó có những cái kiến thức và chia sẻ những cái kinh nghiệm trong vấn đề là triển khai các phong trào làm các cái thiết bị tự làm tại từng cơ sở một, để từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề của từng cơ sở, và chính từ các cơ sở đó thì mới nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Cơ sở các cái giáo viên đi tham gia sẽ học hỏi được rất nhiều, và qua buổi thiết bị này thì ví dụ như trường chúng tôi về sẽ từ những cái thiết bị của các đơn vị bàn thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và tạo thêm nhiều cái thiết bị mới nữa để cho phục vụ cho công tác dạy và học. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thiết bị tham gia hội thi đều có tính ứng dụng cao, sát với thực tế bài giảng. Nhiều sáng tạo thiết bị phù hợp với điều kiện đời sống thực tiễn của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ thời kỳ 4.0. Một số thiết bị gắn với thực tiễn được sản xuất đưa ra thị trường chứ không chỉ áp dụng trong dạy học. Đối với những cái thiết bị mà cái giá trị cao, đạt giải cao và đặc biệt là cái giá trị trong việc ứng dụng đối với các bài giảng, thì chúng tôi cũng ý định là sẽ trao đổi giữa các trường và tác giả để nhân rộng ra, để tiết kiệm được cái chi phí trong cái mua sắm thiết bị, trong cái nguồn lực khi nguồn lực của chúng tôi còn hạn chế. Đó là cái mà chúng tôi cũng nhằm mục tiêu nhắm đến. Và thứ hai nữa, những cái thiết bị mà có khả năng ứng dụng thì chúng tôi cũng sẽ nghĩ đến một cái chính sách để hỗ trợ họ làm sao mà phát huy được cái đó trên thực tế cuộc sống. Cái đó là cái mục tiêu của chúng tôi cũng nhắm đến trong cái hội thi này. Kết thúc hội thi, 150 thiết bị đạt giải tác giả, nhóm tác giả, trong đó 30 thiết bị đạt giải nhất, 45 thiết bị đạt giải nhì, 75 thiết bị đạt giải ba. Thành phố Hà Nội đạt giải nhất toàn đoàn. Bề mặt hội thi, ban tổ chức đã trao cờ cho đại diện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, địa phương đăng cai tổ chức hội thi lần thứ 7 năm 2022. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Tại thành phố Huế, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội Truyền hình Trả tiền tổ chức hội thảo với chủ đề các giải pháp tăng doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận các tham luận về xu hướng cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền, xu hướng phân phối nội dung trên dịch vụ truyền hình trả tiền, thách thức và cơ hội, dịch vụ truyền hình OTT TV, giải pháp đa dạng hóa nội dung trên dịch vụ hướng đến người xem. Bên cạnh đó, đại diện của một số hãng truyền hình nước ngoài cũng tham gia thảo luận với chủ đề thị trường truyền hình dưới góc nhìn của các doanh nghiệp cung cấp nội dung nước ngoài. Hội thảo là dịp để đại diện các đơn vị doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư về môi trường kinh doanh thông thoáng, thân thiện nói chung và trong lĩnh vực truyền hình trả tiền nói riêng. Trong hội nghị cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề bản quyền truyền hình nhằm đảm bảo thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời bảo vệ và thúc đẩy tối đa lợi ích của người tiêu dùng. Thưa quý vị, Liên hoan Truyền hình Phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 12 năm 2019 diễn ra từ ngày 9 tháng 9. Đến thời điểm này, các ban giám khảo, các nội dung thi đã hoàn tất công tác chấm thi. Theo đánh giá chung, các tác phẩm của các đơn vị tham gia Liên hoan năm nay có sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện ngày một rõ hơn tính chuyên nghiệp của những người làm truyền hình trong lực lượng Công an Nhân dân. Theo nhận định chung của các tác phẩm đều bám sát các sự kiện, vấn đề, các chủ trương nghị quyết của Công an Trung ương và các địa phương. Mỗi tác phẩm là một vấn đề, một câu chuyện, nhưng qua đó đều thể hiện một cái nhìn khách quan, chân thực, bám sát, gần gũi với đời sống của nhân dân, thể hiện được những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ Công an Nhân dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Là một trong những thể loại có số lượng tác phẩm tham gia dự thi nhiều nhất với hơn 200 tác phẩm, ban giám khảo các tác phẩm báo chí truyền hình đã phải tiến hành chấm thi từ rất sớm.
Không chỉ nhiều về số lượng mà chất lượng của các tác phẩm báo chí năm nay cũng đã thể hiện được sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo. Hội tụ khá nhiều những cái tác phẩm thực sự cũng có giá trị về mặt hiệu ứng xã hội lớn ở trên cả nước. Nhiều tác phẩm cũng đã tìm tòi và có cách phát hiện đề tài rất là tốt và cách triển khai rất là tốt. Đặc biệt là các tác phẩm điều tra, lực lượng làm báo trong công an nói chung thì có một thế mạnh đấy là làm các tác phẩm liên quan đến điều tra. Nên là ở Hội đồng Báo chí mà chúng tôi đang chấm hiện tại, cái nổi trội hơn cũng chính là từ các tác phẩm liên quan đến điều tra. Ở nội dung thi, chuyên mục an ninh trật tự có 63 tác phẩm dự thi, đầu tư công phu về mặt hình ảnh, kỹ thuật, lựa chọn những đề tài sát với đời sống xã hội, cách thể hiện độc đáo, có sự dấn thân nghiêm túc trong quá trình tác nghiệp để có được những thước phim giá trị, chân thật. Đó là những đánh giá của ban giám khảo chấm thi thể loại này. Điểm chung nhất, dễ nhận thấy nhất đó là cái sự tiến bộ rất là đồng đều, kể cả về nội dung và cái hình thức thể hiện các cái tác phẩm. Các tác giả đã biết cách phát hiện, biết cách tiếp cận, những cái vẫn cách tìm ra cái cách tiếp cận mới đối với những cái vấn đề tưởng như là đã rất là quen thuộc. Thế và điều đặc biệt tức là những vấn đề mới của lực lượng công an nhân dân trong 2 năm vừa qua thì đã được phản ánh một cách rất là sinh động, rất là sâu đậm. Là năm đầu tiên đưa phát thanh vào liên hoan nhưng đã có 165 tác phẩm dự thi, trong đó phóng sự là mảng thu hút được số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất và cũng có chất lượng cao nhất, chứng tỏ tính xung kích của nó. Nhiều tác phẩm chọn được đề tài bám sát thực tiễn cuộc sống, có cách tiếp cận vấn đề khá ấn tượng. Nhiều tác phẩm phát hiện được những vấn đề mới từ những đề tài hàng ngày. Từ đó có thể thấy được sự cố gắng của các chiến sĩ công an làm công tác báo chí. Họ đã có mặt tại nhiều điểm nóng, nhiều địa bàn phức tạp, dẫn thân vào những nơi nguy hiểm để phản ảnh tình hình qua các tác phẩm của mình. Các tác phẩm dự thi năm nay tôi thấy là chất lượng rất là tốt và nội dung thì cũng đảm bảo. Về hình thức thì hầu như là họ cũng rất là hiểu những cái hình thức, những cái đặc trưng của phát thanh. Vì vậy họ thể hiện tương đối là hấp dẫn và cuốn hút. Những cái địa phương có nhiều tác phẩm tốt, ví dụ như là Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, hay là Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Nam. Đấy là những cái đơn vị mà đầu tư rất là nhiều. Và ở đâu có sự đầu tư thì ở đó có những tác phẩm tốt. Dù vẫn còn những hạn chế như bên cạnh một số lớn các đơn vị đầu tư để có những tác phẩm chất lượng cao, thì một số đơn vị chưa thực sự đầu tư vào các tác phẩm dự thi, hay khoảng cách khá lớn giữa cách làm phát thanh của các đơn vị hiện nay với cách làm phát thanh hiện đại. Nhưng chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay thể hiện ngày một rõ hơn tính chuyên nghiệp của những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân. Giới thiệu các giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy là chủ đề hội thảo được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào sáng nay. Tại hội thảo, ngoài báo cáo đề dẫn của Liên hiệp hội, còn có 5 báo cáo tham luận được trình bày về vấn đề ô nhiễm và kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy, nghiên cứu quy trình sản xuất giấy từ bã mía có tính năng chống thấm, chế tạo túi đường tự hủy làm từ bột rau câu thân thiện với môi trường, ứng dụng nano bạc kết hợp chitosan sản xuất ống hút an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện môi trường, cơ chế chính sách về kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa. Hiện nay, túi ni lông và các loại sản phẩm bằng nhựa đang được sử dụng phổ biến trên thế giới và cả Việt Nam. Những người sử dụng đa số mới chỉ quan tâm tới sự tiện ích của nó mà không để ý đến những tác hại mà nó gây ra đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái. Từ những năm 2012, Liên hiệp hội đã phối hợp với các huyện thị thành phố Huế và các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy hạn chế sử dụng túi ni lông, truyền thông về tác hại của túi ni lông và các biện pháp hạn chế sử dụng túi ni lông. Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, qua đó khuyến khích việc nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng tạo, tìm ra vật liệu thay thế túi ni lông và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.
Hai luật mới vừa được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 thông qua là luật phòng chống tác hại của rượu bia và luật kiến trúc đã được Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh triển khai để các ban ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể của tỉnh. Luật phòng chống tác hại của rượu bia có 7 chương 36 điều quy định những biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia, biện pháp quản lý việc cung cấp rượu bia và biện pháp giảm tác hại của rượu bia. Ngoài ra, luật này cũng quy định cụ thể về quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong phòng chống tác hại của rượu bia. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Luật kiến trúc gồm 5 chương 41 điều quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc, quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Một điểm đáng chú ý trong luật kiến trúc đó chính là chú trọng bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc, bao gồm đặc điểm, tính chất tiêu biểu, dấu ấn đặc trưng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, văn hóa nghệ thuật, thuần phong mỹ tục của các dân tộc, kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng được thể hiện trong công trình kiến trúc, tạo nên phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam. Luật kiến trúc có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Một nội dung khác cũng được phổ biến tại hội nghị là chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ, thành phố Huế. Ân cần thăm hỏi, động viên các ni sư, nhân viên và các cháu khuyết tật tại chùa Long Thọ, nơi nuôi dạy gần 100 trẻ khuyết tật mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Phan Ngọc Thọ đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu nhi, chúc các cháu đón một Tết Trung thu thật vui vẻ và đề nghị trung tâm có kế hoạch đảm bảo cho các cháu vui Tết Trung thu đầm ấm, ý nghĩa. Đồng thời mong muốn đội ngũ các nhân viên của trung tâm tiếp tục làm tổ công tác xã hội, chăm lo cho các em bằng tình cảm, trách nhiệm và sự nhiệt huyết, chú trọng dạy các em kỹ năng sống, nghề nghiệp, làm hành trang khi trưởng thành. Lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định các cấp, các ngành và toàn xã hội sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện cho các em vượt qua những khó khăn thiệt thòi của tật nguyền để sớm hòa nhập với cộng đồng. Nhiều hoạt động vui tươi, hữu ích đã được các đơn vị tổ chức dành cho các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu năm nay. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm lần thứ 15 với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia chương trình có hơn 900 em nhỏ đến từ 29 trung tâm cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Các em được xem nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng phản cổ trung thu với quà và bánh. Dịp này, Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiệm Dioxin tại Pháp đã trao 33 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng với tổng trị giá 66 triệu đồng. Các doanh nghiệp trao 26 suất học bổng trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo vừa khó học giỏi. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được đón Tết Trung thu vui vẻ, bổ ích, ý nghĩa, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế. Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã phối hợp với Hội Từ thiện Kết nối Yêu thương Việt Nam tại Hàn Quốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Phát triển Giao lưu Văn hóa Việt Hàn tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa. Ban tổ chức đã trao 300 suất quà gồm bánh, sữa, đèn trung thu và 150 suất tiền mặt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài cả phần quà ý nghĩa, nhiều tiết mục văn nghệ sôi động, xem buổi lân cổ truyền, cảnh sự tích chủ của chị Hằng mang đến không khí ấm áp, vui tươi cho các em. Đặc biệt, chương trình còn có sự trình diễn của các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các nghệ sĩ Hàn Quốc đã tạo ra sự thích thú với các bé. Đây là hoạt động ý nghĩa mang lại cho các em một mùa trung thu đáng nhớ, nhiều niềm vui, đồng thời cũng tiếp thêm nghị lực để các em cũng như gia đình cùng vượt qua nỗi đau bệnh tật. Tin thể thao, tại Trung tâm Thi đấu Thể dục Thể thao thành phố Huế, Công đoàn ngành Công thương vừa tổ chức khai mạc giải bóng đá công nhân viên chức lao động công đoàn ngành lần thứ 5. Giải năm nay quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 10 đội bóng thuộc Công đoàn ngành Công thương Thừa Thiên Huế. Các đội bóng chia thành 4 cặp đấu, thi đấu loạt trực tiếp, trong đó có 2 đội được đặt cách không thi đấu lượt trận đầu tiên. 4 đội vừa qua vòng loại sẽ tiếp tục bước vào thi đấu bảng kết và chung kết.
là sân chơi được tổ chức thường niên, giải bóng đá công đoàn ngành công thương, bên cạnh là sân chơi giúp cán bộ viên chức, người lao động rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, còn là dịp để tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị, qua đó làm tổ công tác chuyên môn và hoạt động của công đoàn. Giải đấu dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 9. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.